Bị khách đánh giá 3 sao, quán cháo sườn thẳng thừng đáp trả tiễn vong. Nếu như bún chửi đã có thương hiệu và vẫn được thực khách yêu thích thì mới đây, một quán cháo chửi xuất hiện khiến nhiều người phải lắc đầu vì thái độ bán hàng quá kém. Cụ thể, một khách hàng sau khi đặt mua và sử dụng cháo thấy không hợp khẩu vị, bèn đánh giá qua ứng dụng điện thoại. Ngôn ngữ của vị khách này khá lịch sự, có tính góp ý xây dựng, cháo hơi ngọt, vị mì chín, điểm cộng là nhiều quẩy và sườn rụng. Thay vì nhận thiếu sót và xin lỗi, quán lại có thái độ cục súc bằng bình luận đáp trả, nói luyên thuyên tiễn vong. Xem thêm phần bình luận mới nhận ra rằng có rất nhiều người rơi vào tình cảnh như vậy. Đối với mọi phản hồi góp ý, quán đều đối đáp thiếu thiện chí, không chào đón quay trở lại, thậm chí sẵn sàng cãi nhau tay đôi với khách hàng. Ví dụ một vị khách đánh giá 5 sao nhưng lỡ miệng chê cháo ít, vẫn bị quán trả lời mỉa mai, tô đó 750ml đó chị. Sau nếu được chị ủng hộ, chị ghi chú nhiều cháo, quán có tô 1.000 lít, cỡ đó phải hai người ăn vừa mới hết được. Hay có một vị khách khác bình luận, cháo hơi ít, ăn tạm được chứ không xuất sắc lắm, lần sau sẽ thử những món ăn khác xem sao, thì bị quán trả lời dằn mặt rằng, không cần thử lần sau đâu bạn, đã ăn phải ngon mà đã không cảm thấy ngon, không cần phải thử. Và rất nhiều góp ý chê bai đều bị quán tiễn vong. Bên dưới phần bình luận, nhiều người dùng Facebook bày tỏ sự bức xúc với cách bán hàng của quán cháo sườn sụng. Chắc bán hàng vì đam mê chứ không phải vì tiền, cố tình nấu cháo dở để bị chê rồi vào chửi lại khách cho vui mồm ư. Làm dịch vụ kinh doanh mà có thái độ như thế này thì dở rồi, khách hàng là thượng đế, là người trả tiền cho mình mà quát khách như con, bỏ tiền ra nhưng vẫn phải nhìn thái độ chủ quán. Sự dễ dãi của khách hàng chính là lý do, nếu quyết định tẩy chay những hàng quán thế này thì chuyện đã khác. Theo thông tin, quán cháo sườn này khá nổi tiếng, có địa chỉ tại Minh Khai, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.